chương 4020, hủy nặc, thạch cơ nương nương làm đương thời cảnh giới cao nhất bán tổ, thủ đoạn cùng nội tình tuyệt đối viễn siêu trương nhược trần tưởng tượng, con đường của nàng, tự nhiên không chỉ một đầu. Không cần đầu nhập vào vĩnh hằng thiên quốc cùng minh tổ phe phái, chính là sáu vạn năm trước nàng nói tới trung sách, cầm hoang nguyệt che giấu tu luyện, mặc cho đông nam tây bắc phong, lại có ai có thể đưa nàng tìm tới. Đây là có thể được, mang, nàng cũng không giống như trương nhược trần những này đương thời tu sĩ, giàng buộc hỗn tạp lo lắng nhiều nhân quả vô tận thân hữu sư đồ khắp thiên hạ thật muốn ẩn cư thạch cơ nương nương trong nháy mắt liền có thể biến mất tại trong vũ trụ thậm chí có thể đi xa vũ trụ biên hoang trương nhược trần lo lắng nhất cũng là điểm này không có thạch cơ nương nương tỏa chấn hắc ám chi uyên phòng tuyến sẽ không còn như vậy không thể phá vỡ địa ngục giới như xuất hiện biến cố kiếm giới lại há có thể an ổn hiện tại duy nhất có thể làm cho thạch cơ nương nương lưu luyến có lẽ chính là trương nhược trần nhất phẩm thần đạo, có thể giúp nàng giải quyết trùng kích thủy tổ cảnh giới mấu chốt nhất một vòng. Mệnh cốt mang về tin tức, để cho trương nhược trần cùng thạch cơ nương nương to lớn tâm lý trùng kích. Không cần đoán cũng biết, tất nhiên là hồng mông hắc long thức tình. Tu sĩ khác, ai có thể dung chuyển đại minh sơn. Lực lượng kinh khủng như vậy, vượt qua trương nhược trần dự đoán. Vốn cho rằng, vô tận tuế nguyệt sau thức tỉnh, hắn sẽ có một đoạn thật dài thời kỳ dưỡng bệnh, sẽ không thái quá cường đại, cho nên Trương Nhược Trần không có tiến về can thiệp, muốn mượn hồng mông hắc long kiểm chế vĩnh hằng thiên quốc cùng minh tổ phe phái. Hiện tại xem ra, chính mình hay là quá lạc quan. Diêm vô thần nước cờ này, quá nguy hiểm, căn bản không phải hắn có thể điều khiển. Lúc đầu bằng vào Trương Nhược Trần cùng mấy vị lão tộc hoàng quan hệ, đối với thái cổ sinh vật vẫn là có mấy phần lực khống chế, có thể duy trì trước mắt ổn định. Hiện tại phần này lực khống chế, đã là không còn sót lại chút gì. Sau đó, vũ trụ chắc chắn lâm vào càng lớn loạn cục. Thạch cơ nương nương ánh mắt âm tình bất định, nhô ra bàn tay, hoa nguyệt trôi nổi tại lòng bàn tay, nói trương nhược trần, đem ngũ thải lưu ly cháo cho ta, ta hiện tại liền đem hoa nguyệt cho ngươi. Nếu không, bản tọa chỉ có thể đi xa biên hoang, tạm thời tránh mũi nhọn. Đợi luyện hóa hoa nguyệt trở về, coi như đối mặt thủy tổ, ta muốn cũng có lực lượng chống lại. Nương nương thật cảm thấy, ta có thể bằng hoa nguyệt từ hắc ám chi uyên đổi lấy vô tận chỗ tốt không bằng nương nương tự mình cùng ta đi một chuyến, cầm tới chỗ tốt, đều là về nương nương như thế nào. Trương Nhược Trần nói, thạch cơ nương nương nghĩ đến mệnh cốt vừa rồi nói thắng lợi vương quan, hoàng tuyên ấn, thủy tổ thần nguyên, cho dù đến nàng cảnh giới này, như trước vẫn là sẽ tâm động. Mấu chốt nhất là, nàng không tin, khi biết Đại Minh Sơn sụp đổ tin tức về sau, Trương Nhược Trần sẽ còn không cầu chỗ tốt đến đỡ thái cổ sinh vật. Nàng có chút mỉm cười, hỏi dò, hồng mông hắc long là địch hay bạn không cũng biết, người dám đi hắc ám chi uyên. Trương Nhược Trần gặp thạch cơ nương nương một lần nữa hiện ra dáng tươi cười, liền biết có hy vọng, nói, vốn là không dám đi, nhưng nếu có nương nương cùng đi, bằng hai người chúng ta chi lực, thiên hạ nơi nào đi không được. Các ngươi còn dám đi hắc ám chi uyên, mệnh cốt kinh ngạc, cảm thấy hai người này điên rồi, nói, chờ một chút. Hồng mông hắc long là có ý gì? Đây là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật, trương nhược trần hướng mệnh cốt ném đi ánh mắt khinh bỉ dù sao cũng là tuyệt đỉnh cao thủ tại đại minh sơn chờ đợi nhiều năm như vậy thế mà hoàn toàn bị tiên nhạc sư mơ mơ màng màng những năm này hắn đều đang làm gì bế quan tu luyện cũng không gặp tu vi đạt tới bán tổ cảnh giới mệnh cốt lưu thủ lưu ly thần điện trương nhược trần cùng thạch cơ nương nương thì tiến về hắc ám tri uyên trương nhược trần đương nhiên không có khả năng thật tiến vào hắc ám tri uyên đến hắc ám tri uyên bên ngoài bá lĩnh liền tìm được nguyên đạo tộc một tôn vô lượng cảnh hoàng tộc tu sĩ, để nó cho nguyên sinh truyền lời. Bá lĩnh là kim tộc lãnh địa, cùng vần quanh tại hắc ám chi uyên lối vào quang diễm hà cùng một chỗ, cấu thành thái cổ thập nhị tộc tiến đánh thượng giới tuyến đầu trận địa. Thạch cơ nương nương không tiện hiện thân, giấu tại trương nhược trần phụ cận trong không gian, cùng hắn bạn hành. Không bằng nhân cơ hội này, đánh gãy bá lĩnh, phá diệt quang diễm hà, một lần nữa đoạt lại hoang cổ phế thành, lấy ở sau đó khốn cục bên trong chiếm cứ chủ động thạch cơ nương nương nói trương nhược trần nói nương nương là muốn cướp đoạt bá lĩnh cùng quang diễm hạ ẩn chứa vật chất trùng kích hữu tận thủy tổ cảnh giới muốn đạt tới hữu tận luyện hóa hấp thu toàn bộ hắc ám trị uyên có lẽ mới có cơ hội mà trên thực tế muốn dung chuyển hoang cổ phế thành đều là việc khó như lên trời thạch cơ nương nương nói hiển nhiên thạch cơ nương nương động đậy thu lấy hoang cổ phế thành tâm tư trong lịch sử từng có tâm tư này tu sĩ tuyệt đối không ít nhưng bọn hắn đều biến thành xương khô đất vàng, hoang cổ phế thành nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Dung chuyển hoang cổ phế thành độ khó, đoán chừng so hỷ diệt đại minh sơn độ khó đều lớn. 6 vạn năm trước, Kim, Thủy, Hỏa, Thổ bốn vị lão tộc hoàng ra mặt, ngăn trở 12 tộc đại quân công phạt hắc ám tri uyên phòng tuyến, đồng thời cướp đoạt thần nhạc sư quyền trong tay, hoàn toàn tiếp quản bá lĩnh, quang diễm hà, hoang cổ phế thành. Trương Nhược Trần đến nhà bái phòng kim tộc, tại kim tộc thánh địa thiên kim tử phong thụ dưới, lần nữa nhìn thấy kim tộc lão tộc hoàng. Kim tộc lão tộc hoàng tự nhiên vui vẻ không gì sánh được, vàng óng ánh trên mặt chất đầy dáng tươi cười, một phen hàn huyên về sau, hỏi, đế trần cũng đã đem chân nhất lão tộc hoàng cùng đồ đằng lão tộc hoàng ý thức nguyền rủa hóa giải a à? Không biết bọn hắn hiện tại trạng thái như thế nào? Trương Nhược Trần nói, chân nhất lão tộc hoàng cùng đồ đằng lão tộc hoàng trên người ý thức nguyền rủa hẳn là bị thi hiểm ra cố qua, hóa giải độ khó cực lớn đây là sự thật bất quá trương nhược trần không có đem nửa câu sau nói ra dù vậy chân nhất lão tộc hoàng cùng đồ đằng lão tộc hoàng ý thức nguyền rủa cũng đã hoàn toàn giải trừ tại kiếm giới bế quan an dưỡng bị thương ý thức trương nhược trần không có khả năng để bọn hắn hiện tại liền trở về hắc ám tri uyên như thế hắc ám tri uyên thực lực cũng quá mạnh lúc nào cũng có thể công phạt địa ngục giới kim tộc lão tộc hoàng hiểu rõ ý thức nguyền rủa cùng thi yểm đáng sợ cũng không có đa nghi cái gì tâm tình trở nên nặng nề rất nhiều. Bởi vì, còn lại mấy vị lão tộc hoàng, cùng ở bên người thi hiểm thời gian càng lâu, tương lai ý thức nguyền rủa càng khó hóa giải. Đế Trần lần này đến bá lĩnh, không phải chỉ là đến kim tộc làm khách đơn giản như vậy a à. Kim tộc lão tộc hoàng nói, Trương Nhược Trần nói, Đại Minh Sơn sụp đổ, Hắc Hà Thăng Thiên, tuôn ra Minh Diễm, lão tộc hoàng nhưng biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Kim tộc lão tộc hoàng liền đoán được Trương Nhược Trần là vì thế sự tình mà đến, nhẹ nhàng lắc đầu, nói chuyện đột nhiên xảy ra, lão phu cũng còn không có đạt được tin tức xác thật. Nếu không phải bá lĩnh nhất định phải có người chấn thủ, lão phu đã tự mình chạy về hắc ám chi uyên. Đế trần nếu là không vội, có thể hơi chờ một chút. Hỏa tộc lão tộc hoàng đã tiến đến thái cổ bình nguyên điều tra, hẳn là không được bao lâu, liền có tin tức truyền cho ta. Trương Nhược Trần nhìn kim tộc lão tộc hoàng thần thái liền biết, lão gia hỏa này là biết tình hình thực tế. Nếu không, phát sinh đại minh sơn sụp đổ loại này đại sự kinh thiên động địa, hắn làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Mà lại hỏa tộc lão tộc hoàng thật đi thái cổ bình nguyên. Bá lĩnh cùng quang diễm hà không có khả năng chỉ có một vị thiên tôn cấp lưu thủ. Kim tộc lão tộc hoàng nói như vậy, xác suất lớn là đang thử thăm dò Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác đối bọn hắn có ân, nhưng ở trong mắt bọn họ, tại U Minh Địa Lao, tại 6 vạn năm trước trong trận đại chiến kia, đã trả sạch nhân tình. Bây giờ có lẽ còn có giao tình tại, có thể mọi người chung quy là phân thuộc phe phái khác nhau. Có lịch sử cừu hận, tương lai rất có thể sử dụng bạo lực, làm sao có thể không phòng một tay. Trương Nhược Trần không phải là không như vậy, tu vi càng cao, nắm giữ quyền lợi càng lớn, liền rất khó lại có chân thành tha thiết hữu nghị. Không có chờ quá lâu, tiên nhạc sư cùng nguyên sinh kiểm đuổi tới bá lĩnh. Kim tộc lão tộc hoàng thức thời không hề lộ diện, nhiều năm về sau, gặp lại lần nữa, nguyên sinh tu vi đã có nhảy vào tăng lên, triệt để rút đi ngây ngô, trên thân đều là hoàng giả khí độ cùng trầm ổn thâm thúy, nhưng cũng nhiều một cỗ cảm giác xa lạ. Không có người nào là đã hình thành thì không thay đổi. Trương Nhược Trần cười nói, chúc mừng, chúc mừng, kể từ hôm nay, thái cổ sinh vật sẽ rốt cuộc không cần sống ở minh tổ trong bóng tối. Tiên nhạc sư mang theo mạng che mặt, thân thể mềm mại chung quanh lưu động thần quang u vụ, nói, xem ra chỉ côn lôn đem hết thảy đều nói cho ngươi, Trương Nhược Trần không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nói, vật của ta muốn đâu. Tiên nhạc sư khẽ nâng đầu ngón tay, sau lưng trong không gian, hoàng kim chất liệu giống như thắng lợi vương quan bay ra ngoài. Trương Nhược Trần đưa tay muốn lấy, tiên nhạc sư lại lắc đầu, nói, hoang nguyệt đâu. Trương Nhược Trần vẫn như cũ trên mặt ý cười, nói, 11 vạn năm trước nói điều kiện bên trong, nhưng không có hoang nguyệt. Lúc trước, ta đáp ứng tiên nhạc sư ba cái điều kiện, đều là đã từng cái làm đến. Trái lại tiên nhạc sư khi đó đáp ứng ta ba cái điều kiện, lại một mực tại lật lọng. Lúc trước, ta điều kiện thứ ba chính là, trong vũ trụ tai họa ngầm chưa rõ ràng trước đó, người nhất định phải ngăn cản thái cổ thập nhị tộc đối với địa ngục giới khởi xướng chiến tranh toàn diện. Thế nhưng là sáu vạn năm trước, ta nhớ không lầm, nguyên tộc hoàng cũng tham dự chiến tranh A. Nguyên sinh tránh đi trương nhược trần ánh mắt, muốn cãi lại, nhưng lại không biết nên như thế nào cãi lại. Việc này không có quan hệ gì với nguyên tộc hoàng, đáp ứng ngươi điều kiện chính là ta, mà không phải nàng. Cho nên hủy nặc sự tình, cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Tiên nhạc sư nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi thừa nhận chính mình hủy nặc rồi. Ta có bị bất đắc dĩ nguyên nhân, khi đó là tỉnh lại hồng mông tộc tiên tổ thời khắc mấu chốt, nhất định phải đem hắc ám trị uyên bên trong minh tổ phe phái tu sĩ lực chú ý chuyển rời đến trong chiến tranh. Nguyên tộc hoàng là nghe ta mệnh lệnh làm việc, người không cần trách tội nàng. Tiên nhạc sư nói. Thạch cơ nương nương thanh âm, tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai, người thế mà lại tin tưởng thế gian có lời hứa vật này. Bản tọa đánh giá cao ngươi, ta đương nhiên tin tưởng, hứa hẹn người, tất không bị nặc phụ. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, như vậy tiên nhạc sư còn nhớ đến, chính mình ngay lúc đó hứa hẹn thứ hai, là muốn trấn áp nguyên đạo lão tộc hoàng, đem thắng lợi vương quan cho ta. Không có điều kiện khác, nếu như ta lần nữa hủy nặc đâu, tiên nhạc sư nói. Nguyên Sinh cũng không biết tiên nhạc sư cùng Trương Nhược Trần ở giữa có lời hứa như vậy, trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác ái náy, nói tiên nhạc sư đại nhân, đế trần là thái cổ thập nhị tộc bằng hiếu, bốn vị lão tộc hoàng ý thức nguyền rủa đều là hắn hóa giải, chân nhất lão tộc hoàng cùng đồ đằng lão tộc hoàng cũng còn tại kiếm giới. Sáu vạn năm trước là bị bất đắc dĩ, nhưng bây giờ, bản hoàng cảm thấy chúng ta không được lại đối với bằng hữu hủy nặc. Nguyên sinh có thể ở thời điểm này đứng ra, để Trương Nhược Trần vốn là thất vọng đến cực điểm trong lòng nhiều hơn một phần vui mừng. Hắn nói, nguyên sinh người nếu làm bộ tộc chi hoàng, liền muốn học được tiên nhạc sư thủ đoạn, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, lời hứa không đáng một đồng. Lúc trước, ta lo lắng tiên nhạc sư một người không đối phó được nguyên đạo lão tộc hoàng, để mệnh cốt lưu tại hắc ám chi uyên trợ nàng. Nhưng ngươi nhìn, ta xem nàng là bằng hiếu, nàng lại chỉ là đem ta xem như lợi dụng công cụ. Tiên nhạc sư thanh âm êm tai giống như tiếng trời, nói đế trần cứ việc châm chọc vì thái cổ thập nhị tộc một lần nữa quật khởi vì thái cổ sinh vật có thể đi ra hắc ám gặp lại quang minh bản tỏa đã có thể không từ thủ đoạn cũng có thể lưng đeo hết thảy bêu danh hiện tại chúng ta có thể tiếp tục nói giao dịch sao nguyên sinh tâm cảnh coi như bị lịch luyện đến lại như thế nào cường đại giờ phút này sắc mặt cũng hơi tái nhợt nàng biết từ giờ khắc này trương nhược trần cùng tiên nhạc sư đã là triệt để vạch mặt coi như còn có lợi ích hợp tác cũng chỉ sẽ là lợi dụng lẫn nhau, không có khả năng trở thành bằng hữu chân chính. Đùng, 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 thạch cơ nương nương tại trương nhược trần quanh người trường vực trong không gian vỗ tay bảo hay, nói, đặc sắc, có thể nhìn thấy một màn như thế trò hay, cũng là không tính đi một chuyến uổng công. Trương nhược trần, người bây giờ biết bản tỏa tại cường giả đỉnh cao bên trong, có bao nhiêu thuần khiết không tỉ vết đi. Kỳ thật, sớm tại 6 vạn năm trước, chỉ côn lôn đem tiên nhạc sư lời nói mang cho hắn thời điểm, Trương Nhược Trần cũng đã dự liệu đến hôm nay một màn này. Đây cũng là Trương Nhược Trần đem thạch cơ nương nương mời đi theo nguyên nhân. Trương Nhược Trần trên mặt không còn bất luận cái gì dáng tươi cười, nói tiên nhạc sư là cấp 93 tinh thần lực A. Bằng vào chúng ta ở giữa hiện tại khoảng cách, ta như xuất thủ, tiên nhạc sư chống đỡ được sao? Đổi lại tại địa phương khác, đế trần muốn đoạt lấy thắng lợi vương quan, ta là thật không có bao nhiêu nắm chắc thoát thân. Nhưng, nơi này là bá Lĩnh, là kim tộc thánh địa tiên nhạc sư tay Phật dây tỷ bà, từng vòng từng vòng sóng âm ngợn sóng, lan tràn ra ngoài. Trên mặt đất, kích xạ ra trói mắt quang hoa màu vàng, mỗi một đạo nội bộ đều là lít nha lít nhít trận pháp minh văn. Thiên kim tử phong thụ, là ngàn loại kim loại hội tụ mà thành, giống như ngọn núi, lại như thần thụ, có được sinh mệnh. Theo nó hô hấp thổ nạp, toàn bộ bá lĩnh thiên địa chi khí, đều là hướng tiên nhạc sư hội tụ. Kim tộc lão tộc hoàng nhìn về phía thiên kim tử phong thụ phương hướng, Phát ra thở dài một tiếng, tiếp theo truyền ra từng đạo thần niệm, triệu tập đóng giữ bá lĩnh 12 tộc đại quân. Trương Nhược Trần cùng Tiên Nhạc Sư đối mặt, nói: "Muốn động thủ sao?" Hồng Mông Hắc Long thức tỉnh, thái cổ sinh vật có chỗ dựa, liền có thể không kiêng nể gì cả, lại không bất luận cái gì e ngại. Vô luận đế Trần tin hay không, bản tỏa trong lòng đối với ngươi cũng là vạn phần khâm phục cùng cảm kích, tuyệt không nguyện ý cùng ngươi động thủ. Nhưng, Hoang Nguyệt đối với Hồng Mông tiên tổ cực kỳ trọng yếu, có nó, tiên tổ mới có cơ hội cùng minh tổ phân cao thấp. Tiên nhạc sư hướng Trương Nhược Trần có chút thi lễ một cái, nói, dùng thắng lợi vương quan trao đổi hoang nguyệt, mọi người bắt tay giảng hòa, há không vẹn toàn đôi bên. Có hồng mông tiên tổ đối kháng minh tổ cùng vĩnh hằng thiên quốc, đế trần cùng kiếm giới áp lực, tự nhiên sẽ không lớn lắm. Chỉ bằng chỉ là một tòa bá lĩnh, đối phó được ta. Trương Nhược Trần nói, tiên nhạc sư nói, tại bá lĩnh khai chiến, đối với đế trần cùng thái cổ sinh vật đều không có chỗ tốt gì. Cả hai cùng có lợi cùng song thua, đế trần phải biết lựa chọn thế nào. Thạch cơ nương nương sớm đã cười đến trang điểm lộng lẫy, rốt cuộc đợi không nổi, từ trong không gian đi ra, trên thân quang vũ vần quanh, nói Trương Nhược Trần sớm đã đem hoang nguyệt đưa cho bản tọa, hắn không phải không đáp ứng ngươi, là không có cách nào cùng ngươi giao dịch. Ngươi là, tiên nhạc sư cảm nhận được thạch cơ nương nương trên người khí thức đáng sợ, ánh mắt biến đổi, lập tức hóa thành một đạo quang toa lui lại bạch trương nhược trần ống tay áo vung lên đánh tan bao phủ ở xung quanh người trận pháp minh văn cũng đánh xuyên bình chướng không gian thân hình thoát một cái chính là xuất hiện tại tiên nhạc sư trước người